Trời chuẩn bị mưa rồi, cái nhà bị dột. Buổi chiều. Tiền này kìa. Giỏi quá. Chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình Bé Heo Cuộc Sống Chú Quách tại Hà Bắc. Khoai lang bên anh lên tược rồi nè cô chú. Tốt lên rồi nè. Ôi ơi, hai con chó là nó mừng em. Nó làm thấy ghê chứ. Được rồi, mừng được rồi. Mừng thấy ghê chưa? Vài bữa này có đọt ăn rồi đó cô chú. Trời chuẩn bị mưa rồi, cái nhà bị dột. Giờ ông nội heo với cha heo là ăn ấy cao su lót á cô chú. Lót rồi tắn lại. Mưa dột dữ lắm rồi. Giờ chuẩn bị mưa. Dọn dẹp đang thứ tự đang hồi nó lót cái cao su lên cái đầu mình tắn lại cô chú. Chưa dọn xong nó mưa rồi cô chú ơi, mưa rất hột rồi. Hồi chắc giọt nó ướt nhà nữa. Mưa xuống thì rau cải rồi nó tốt. Nhà thì giọt. Bên đây rau muống của em lên nè cô chú. Rau muống mà ông nội xả theo hàng. Bữa đó mà em bắt dỗ bé heo ngủ chắc chưa á. Đang đi học á, cái ông nội lấy nội xả lên nè, nó lên nè cô chú. Nó rau muống cho em lên được quả lớn này nè. Còn cái này thì rau thơm. Mà rau thơm này mua của Trung Quốc nè, không biết có đúng không nữa. Nhầm người em thấy đăng lên mua rồi người ta phản hồi á. Nó mua rau thơm ở lên rau gì á. Còn cái này thì em cũng không có biết luôn. Nó lên ngộ quá, nó lên chùm chùm vậy em cũng không biết làm sao đó cô chú. Nhìn cái đá nó ngộ ngộ. Đó, kéo cao su ra đang kê rồi đó. Lót rồi đó. Đây là nơi mẹ xin quay cho mơ khoái là mua mới mà sao bị hư hết bên ông nội mua sao vậy trời. Ông nội mua sao mà bị mà nhấp hết khúc à. Cái này cải ngọt của em lên rồi nè cô chú. Cải ngọt lên được ba lớn này nè. Cái nào ông nội cũng xả theo hàng hết trơn á. Lên chùm 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 luôn. Ông nội đang tính mà cho nước vô ruộng. Rồi cái bữa nay trời mưa rồi. Giấy trời mưa thiệt lớn đi cho ông nội khỏi cần cho nước cho nó khỏe khỏi cực. Ở bên đây hồi năm rồi thì mưa nhiều. Chứ hồi lúc 3 năm về trước em mới qua không có mưa. Năm trời mưa được có một lần hoặc là hai lần nhưng mà nó rớt vài hột vậy thôi. Chứ không có đám nào mà có nước hết trơn á. Nhưng mà hồi năm rồi đến năm nay là mưa thường xuyên. Không đủ rồi, ông nội đo làm sao mà đi mua giờ thiếu rồi. Mưa rồi mà không làm đi ấy hoài hồi cái đầu nó dột luôn. Mưa mà trời không có thấy chuyển gì hết trơn, hơi hơi à, đục đục hơi xíu à mà mưa rồi đó cô chú.
Nãy ở bên đó là khoai lang trắng, khoai lang cái dạng như là khoai sữa, còn cái này là khoai lang mặt. Này khoai lang này mắc tiền nè cô chú, ở bên đây bán cũng mắc lắm đó. Cái dây của nó thì màu tím, nhưng mà cái củ của nó thì nó màu mật, nhìn đẹp lắm. Nhưng mà em không có thích ăn, em thích khoai lang bên Việt Nam mình, tại vì khoai lang Việt Nam mình nó có bột. Khoai lang này thì nó bị nước, mình hấp á, mà nó còn nhão nhẹt nữa. Mình mà nấu mà luộc cái là nó thành nước luôn, thành cháo luôn. Nhưng mà bên đây người ta ưa lắm. Kê là hổ ấy, hồi phân tao phân là tao phân là tậu đó. Em kêu kê cho chắc chắn đi. Để không thôi gió mạnh như là nó bay lên, nó tóc nóc nhà bay lên. Lót hai lớp luôn, ở dưới thì lớp cao su, ở trên thì cái miếng như là cái miếng đệm vậy đó cô chú, cho nó chắc ăn á. Nãy giờ cho ăn heo đi tắng lại kìa, nắng lên nè, nãy rớt dài hộp, giờ nắng lên muốn kêu vọng muốn nổ đầu luôn. Hai em bé bồng bông chạy ra kìa. Mà sao? Nãy giờ đi lót cái nè, cái nóc nhà gì đó cô chú. Ở dưới miếng cao su, ở trên cái miếng điểm. Tại chơi nè, tại chơi nung tua nè. Tại chơi mấy tua là phân ta chiên là ta phụ. Đây là mấy xong mà nãy giờ ít tiện đi cho tựa là. Đây là hành trung vô nè. Tắn trắng giữa vài cục được rồi. Quan trọng là mấy cái lề nè. Gió nó vô nó bay tới đâu. Hãy chụp rồi cô chú ơi. Hồi đó em chiên da thảy dưa hấu với ông nội á. Cắt ra xong cái rồi chiên ra, ông nội đứng chỗ thảy vậy đó cô chú chụp. Đi với chú xì chiên thay giấy đông vô liệu. Xì chiên kêu cha khen mạnh lên cái gớt luôn. Trời buồn, trời chuyển cơn mưa. Chỉ mưa tới hù rồi, hồi nãy thì mưa lâm râm về hộp, cái nắng lên gắt lên, cái giờ cái chuyển mưa nữa rồi. Hồi trước là cái đường lộ này nè cô chú, là hai hàng cây cổ thụ bự lắm luôn. Hồi đó lúc em mới qua cái được năm mấy, cái lúc đó em có bầu con bé heo thì vẫn còn. Tới em sanh em nằm lửa này kia xong mà tới mà em đi ra đường á nha, tới mấy tháng sau em đi ra đường á, cái bắt đầu mất tiêu hết trơn, người ta đốn hết trơn, nhà nước bắt đốn hết. Mây trời bữa nay đẹp quá. Bữa nay em làm khổ qua dồn thịt đó cô chú, tại vì ông nội thèm nữa rồi. Ông nội điện cho em, ông nội nói theo ơi, cái món khổ qua đó ba thèm nữa rồi. Con rảnh thì con làm, khi nào con rảnh thì con làm, chứ ông nội không có bắt buộc làm hay là kêu làm liền cho ba.
Thì cái này thì nấm mèo nè, bữa đó cô chú anh chị nói với em là mai mốt làm củ hoa dòng thịt, nó nhớ làm nấm mèo với bún tàu. Đây, bún tàu, nấm mèo. Còn cái này thì hành với ngò gí em sắc nhỏ rồi. Còn cái thịt này thì em xay nè cô chú, xay như làm giò lụa luôn rồi, xay hai quận nè, coi nè nó nhuyễn nhừ, nó dai nhách luôn như là giò lụa luôn vậy đó cô chú coi nè. Chồng em xay đó cô chú. Rồi giờ em đổ vô, em đổ thịt vô. Chồng em xay sao mà nhuyễn nhừ luôn rồi. Rồi em nêm nếm. Cái này thì muối. Em cho vô một muỗng muối nhỏ xíu này nghe cô chú, muỗng này nhỏ xíu à. Cái này thì hạt nêm. Muỗng muỗng rưỡi đi. Cái này thì đường một muỗng. Hai muỗng. Hai muỗng nhỏ nhỏ. Rồi bỏ hành phi vô. Tỏi phi vô cho nó lộn. Tỏi phi vô nhiều chút cho nó thơm. Rồi bắt đầu em cho dầu hào vô. Với bột tỏi cho nó thơm. Cho tiêu vô. Tiêu vô nhiều nhiều cho nó thơm cô chú ơi. Bây giờ thì em trộn với cô chú. Em đeo bao tay vô, giờ nãy em rửa bao tay xong rồi em đeo bao tay vô, giờ em nhúng dầu vô cho nó đừng có dính bao tay đó cô chú. Dài quá cô chú ơi. Cái bao tay này giờ em mờ, size mờ mà nó còn rộng tuột lên tuột xuống ta. Cái tay em bự chà bá đó mà nó còn tuột nữa nè. Mai mốt cho em mua size S thì nhỏ nhất. Thành giò lúa luôn rồi, chồng em làm thành giò lúa. Xong rồi cô chú ơi, rất là hấp dẫn. Hồi nãy em quên bỏ dầu vô cái thau, bây giờ nó bị dính cái thau nữa rồi. Giờ em đi dồn vô mới được. Bây giờ thì em đi dồn vô khổ qua cô chú. Hồi sáng cái em thức dậy, cái ông nội điện nội hỏi em thêm bữa nay con rảnh không. Cái em hỏi có gì không, cái ông nội nói là ba thèm khổ qua, khi nào con có thời gian thì con làm nghe, còn nếu mà thấy mệt thì thôi. Thì ông nội thèm thì em làm với cô chú, tại vì ông nội sợ em mệt. Làm như nó có nước rồi, tại vì hồi nãy em để trong tủ lạnh á, xây hai quận á, cái đầu nó ra nước rồi cô chú ơi. Quá trời luôn, như là giò lụa luôn rồi. Không biết nó dai không nữa mà như giò lụa. Bây giờ thì em bắt nước lên chuẩn bị đặng mình nấu cái khổ qua nhồi thịt nè cô chú. Này nãy thì em nhồi xong rồi nè. Giờ đợi nước sôi, giờ mình nêm nếm theo khẩu vị của gia đình. Rồi hồi nữa cái nó sôi lên cái mình bỏ vô. Nước sôi rồi cô chú ơi, giờ em thả khổ qua vô. Khổ qua bữa nay cái ruột em mua bự bự không mà em lựa ruột bự á. Bạn dồn thịt cho nó nhiều á. Xong rồi cô chú ơi, để đây cho nó trở về chơi bè lên chút nó chín rồi cái đầu mình đem đi cho ông bà nội. Cuối cùng thì nồi khổ qua của em cũng chín rồi cô chú ơi. Giờ em gãy hành lên, ngò gí sắt kìa. Xong rồi. Mời cô chú ăn cơm chiều với vợ chồng em nha. Cái này thì khổ qua này em dồn xong rồi đó cô chú. Này thì khóm ăn sống, chứ khóm này đâu mười mấy tệ đó. Ăn cũng ngọt, chứ là bữa chín ngon lắm. Cái này là cá rô phi, cha với heo không ăn được món này, cho nên em kho cá rô phi hôm bữa mua đó. Còn cái này thì hôm bữa giờ ăn chưa có hết đó cô chú, để trong tủ lạnh đó.
Chín chua. Hai xin chào con mời. Hai xin chào con mời. Gia đình đi học của sư cho cha học bác. Hai xin chào. Hai xin chào con mời. Hai xin chào con mời. Mới có hai ngày không nói cái quên này. Xin chào đi học của sư cho cha học bác. Xin chào con mời. Rồi đứng lên, đứng lên. Rồi cho bà cô chú coi nha. Ca hát bài đi. Hát bài cho hai con giống mẹ đi. Để lên đi con. Mày ăn xua má. Ừ, rồi mời cô chú anh chị ăn cơm vợ chồng em. Ừ, chị ba. Ừ. Sổ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bây giờ em vô họp và đem xuống ruộng cho ông bà nội cô chú, rồi đem đồ mới cho ông bà nội mặc luôn. Thử coi làm sao. Giờ cô chú đi với vợ chồng em nha. Rồi đi tập á. Rồi đi tập á. Đi, xỉu nó đi. À, khai mà nè. Rồi, tập đi, tập đi. Tập, liêu liêu. Quay lại em mà nè. Rồi cho đi. Cho. Rồi quay cơ bịa đi. Đó, điệu ghê nơi chưa. Bây giờ cô chú ơi, xách nhiều đồ đây mình lên em nè. Đó, trang heo ác với em chưa. Cái heo đứng đi lại kìa. Kìa. Công chúa đang chuẩn bị đi xuống bà nội, chiều nay gọi đầu rồi, mẹ không có cột tóc á cô chú. Cái đầu kìa, nó mang ghép công chúa rồi đó. Bà cô chú đi con. Công chúa mà chơi kiếm, chơi siêu nhân không à cô chú ơi. Đó, ông mà nói thử rồi đó nha. Đó, xẻo mà. Đó, cho mà khẩn ta này mình đi chua xẻo. Ông nội nói xe nhỏ. Số sẵn số... Rửa lại là đi sau này ý cơ hành à cơ hộ. Ông nói sẽ nhỏ. Thôi đồ gọn gì đấy. Bà nội thì bà nội nó hơi làm biếm thay đồ với mặt chồng vậy chứ.
Rồi anh ta chua nỉ để chèn thấu vai này hành xoáy kìa. À. 不漂亮,萌芽的漂亮。哪个不好看?哪?嗯。那就差不好看啊。嗯。啊?你不好看,他两个不好看,这就一个好看。谁的好看呢? 那我奶奶哄我叠,弄着。妈。你看叶这个漂亮不漂亮?啊?那么下面。嗯,刚才看叶漂亮吗?给。 看叶漂亮吗？不能拔，拔了，这得拿斧漂亮了。来，叶哥，你给爷爷照一个相。来，叶哥，来，叶哥，快点。妈妈的手机照不了，照得了吗？这个手机不能照。妈妈手机能照。那你这个不能一直的看，看这放。哎呀。拜拜，叶弟。 麦叫不叫？来来来来来，爷爷抱抱。来爷爷抱抱的。抱抱。抱爸爸。人家买。好。泡泡，这买了多少个泡泡？嗯，把那里个顶那个。这是什么呀？这怎么带着这么大个？它是奥特曼的，什么的，大奥特曼大的。 多大了还玩这？没事，就是他会推了，拿着拿会推。真好，给你拍照呢，给你拍照呢。推推推。王岩，你别推，你那条你宽呢，哎，那条动了它几块了，不用推，不用推，你来了。这样还有两道线的，老米给了么东西？来，使劲，你这么拿着，哎哎，对，这么拿着，不要那么拿着。爸爸。这么拿着。 Ê, hey, hey, trên hộp. À, nó bắn đầu mới đó cô chú. Sơn ra, sơn ra to lên chứ. Sơn ra to. Tung thả, tùy, tùy, họ khan. Giỏi quá, đúng rồi đó. 用劲，用劲。嘿，em nó thích toàn đồ hương không à, đồ màu hồng không à. Ừ. Chạy đi con, chạy. Phẫu. Mặt trời buổi chiều đẹp quá luôn. Trời về mưa. Trời mới mưa dứt mà muốn chuyển mưa nữa rồi. À, coi cha lớn đầu dành chơi với em bé kìa. À. Lớn đầu dành chơi với em bé đó. Trời chiều nay mặt trời đẹp rồi cô chú ơi. Bye bye ông bà cô chú, xì chiên xua. Video của con đến đây đã hết. Cảm ơn ông bà cô chú. Rồi bye bye đi. Cười. Vi sành máy khanh điện là vi sành. Na sổ thì là máy khanh điện này kìa. Giỏi quá. Video của em ở đây là hết rồi. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Bye bye, hẹn gặp lại video sau.